Audio Jungle. 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 Chào mọi người. Hôm nay mình thử sinh sản pet xem. Lâu lắm rồi không sinh sản pet. Đợt trước thì có sinh sản đâu được 1-2 lần, nhưng mà toàn mọi người xem video của mình biết cũng biết là mình không tập trung lắm vào pet. Nhưng mà đợt này thấy cũng cần phải chú ý hơn vào pet, nên là mình đã thử sinh sản hai con vượn thần bảo bảo. Đây, đợt trước mình sinh sản cái con tôm này này, rất là cùi, mất tận 200 cục, hơn 200 cục tẩy luyện đơn thì mới ra được cái hoàn mỹ của con tôm này, và cuối cùng đẻ ra thì được 4 sao. Đấy, nhưng mà đợt này thì mình có kinh nghiệm hơn. Mình mất chưa đến 100 viên thì đã có được hai con vượn thần bảo bảo hoàn mỹ rồi. Bây giờ thì mình đến thời gian nhận chân thú. Đây là lần đầu tiên mình sinh sản đơn nhé. Có nhiều chân thú bảo bảo. Thông qua sinh sản có thể sinh ra chân thú cực phẩm đó. Xem là mình có may mắn hay không. Mình cũng không biết là nên ấn đợi lâu hay là ấn liền một lúc nữa. Không biết là nên đợi lâu hay là ấn liền một lúc hai phát. Thật sự thì mình không có kinh nghiệm về cái vụ này. Mình nhớ là mình đã xem ở trên group Facebook có nhiều bạn sinh sản, thì có bạn đợi lâu ấn thì hình như vẫn ra 4 sao thì phải. À không, nhưng có một clip mình nhớ là có bạn ấn liền hai phát cũng ra 4-5 sao gì đấy. Nói chung chắc chỉ hên xui thôi. Mình ra chỉnh cái quạt. Các bạn nghĩ nó sẽ là mấy sao? Nếu mình sinh ra nhiều sao hai con vượn thần này, mình sẽ đi theo một hướng rất khác của Thiên Long ở toàn server. Mình sẽ đi theo một hướng khác hoàn toàn. Mình muốn kiểm tra thử nghiệm xem là cái hướng đấy đi như nào. Cái hướng đấy đi có ổn không? Mình muốn test thử xem là cái hướng đấy đi có ổn không. Hồi hộp quá. Còn mà lâu rồi mình không làm clip PK cho các bạn xem. Đợt tới mình sẽ làm một vài clip PK. Đợt trước mình làm là toàn là 69 PK với cả 7x. Đợt này các bạn ấy lên 8x rồi, mình là 75. Mình sẽ làm các clip 7x PK với 8x cho các bạn xem nhé. Thôi mình ấn nhé. Ấn phát xem. Boom. 4 sao. Trời đất ơi. Con này mình thử ấn tắt đi bật lại liên tục. Kỳ thật, chán quá. Quỷ dũng đảo có nhiều chân thú bảo bảo.
mình sẽ tắt đi bật lại liên tục. Có thể sinh ra trần thú cực phẩm đấy. Phương pháp mới để quỷ dũng đảo có nhiều trần thú bảo bảo. Là phương pháp mới để không có thể ra sản, được. Có thể sinh ra trần thú cực phẩm đấy. Quỷ dũng đảo có nhiều trần thú bảo bảo. Mình chỉ cần mong không có sinh sản, rồi. Có thể sinh ra mình trần thú cực phẩm được con đấy. Sao đâu. Toàn quỷ dũng đảo có nhiều trần thú bảo bảo. Không có sinh sản, có thể sinh ra trần thú cực phẩm đấy. Quỷ dũng đảo có nhiều trân thú bảo bảo. Không có sinh sản, có thể sinh ra trân thú cực phẩm đấy. Mình ấn liên tục này để cho hệ thống nó hiểu quỷ dũng đảo có nhiều trân thú bảo bảo. Không có sinh sản, có thể sinh ra trân thú cực phẩm đấy. Và theo tỷ lệ thì càng sinh sản nhiều lần thì nó càng nhiều sao. Không có sinh sản, có thể sinh ra trân thú cực phẩm đấy. Cái con đầu tiên mình ngu quá, mình lại quên mất không ấn nhiều lần như này. Bây giờ tự nhiên mình nghĩ ra. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trần thú cực phẩm đó. Các bạn chịu khó. Quỷ dũng đảo có nhiều trần thú bảo bảo. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trần thú cực phẩm đó. Mình tin rằng là nó sẽ. Quỷ dũng đảo có nhiều trần thú bảo bảo. Nhiều hơn năm sao. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trần thú cực phẩm đó. Quỷ dũng đảo có nhiều trần thú bảo bảo. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trần thú cực phẩm đó. Anh cũng mỏi tay. Quỷ dũng đảo có nhiều trân thú bảo bảo. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trân thú cực phẩm đó. Anh nha. Quỷ dũng đảo có nhiều trân thú bảo bảo. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trân thú cực phẩm đó. Sinh sản nhiều lần này mà không ra nhiều sao thì thôi. Quỷ dũng đảo có nhiều trân thú bảo bảo. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trân thú cực phẩm đó. Quỷ dũng đảo có nhiều trân thú bảo bảo. Bùm. Thông qua sinh sản có thể sinh ra trân thú cực phẩm đó. Cách của mình không hiệu quả rồi các bạn ạ. Đúng là mình không có kinh nghiệm gì về pet cả. Vậy là 2 con 4 sao. Thật quá tệ. Ôi trời, ở đây là ông bang chủ của mình. Xem ông bang chủ này cũng sinh sản con pet. Phượng thần này sẽ được mấy sao. À, cũng 4 sao giống mình, không hơn gì. Vì ông này hôm qua mới khoe. À đâu, con này 51, level 51 rồi, không chắc không phải. Chắc là ông ấy chưa nhận chân thú mới. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Anh em nào mà có phương pháp nào sinh sản chân thú tốt hơn thì comment ở phía dưới chia sẻ giúp mọi mình với cả anh em khác chứ. Cứ sinh sản theo kiểu này thì có lẽ không ổn lắm. Cảm ơn các em đã theo dõi nha. Chào anh em.